Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Em Thủy lại đang đứng trước một căn biệt thự nhà vườn mái Nhật 4 phòng ngủ do em với chuyên gia phong thủy Nguyễn Tân Nhiên tư vấn và thiết kế cho em Hải tại Võ Nhai. Căn biệt thự này của em thì thi công đến giờ phút này là được khoảng 4 tháng rồi. Ngôi nhà đang đi vào hoàn thiện, em cũng xin gửi đến các bạn để các bạn tham khảo trước khi mình làm nhà. Với mẫu nhà này thì chúng ta có mặt tiền 20m và chiều sâu 10m, công năng 4 phòng ngủ 3W cấp C. Chi phí xây dựng ở đất Thái Nguyên thì từ 1 tỷ 4 đến 1 tỷ 6. Đó. Ngôi nhà mang phong cách hiện đại. Các bác thợ hôm nay đang trong quá trình hoàn thiện, em cũng xin chia sẻ lên để các bạn cùng tham khảo và đi vào. Đó là cái không gian phòng bếp của chúng ta. Ở đây, không gian phòng bếp của chúng ta ở đây là 28m². Đó. View đằng sau đó là cả một cánh đồng rộng mênh mông. Các bác thợ đang hoàn thiện. Các bạn cùng em thăm cái không gian phòng khách này. Phòng khách này 46m². Đó là chú. Đó. Phòng ngủ này. Phòng ngủ 1 này. Phòng ngủ là 14m², sử dụng hai cửa sổ nhỏ hai bên. Phòng thờ. Đó. Các bạn thấy cái lối đi, cái hành lang lối đi của chúng ta là được 1m8, rất là rộng thoáng. Phòng ngủ số 2. Và bên này phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 này cũng đồng thời là phòng ngủ master. Phòng ngủ này có diện tích 16m², sử dụng không tính B cấp C ạ, và được mở một cửa sổ to view về phía trước. Phòng ngủ thứ tư. Phòng này 17m². Đó, phòng này rất là thoáng mát này các bạn ạ. Và B cấp C chung của chúng ta ở đây. Đó. Và có một cái lối đi ở đây ạ, một cái sảnh phụ ở đây để đi về phía trước. Sau này sau khi hoàn thiện sẽ được xây lên ở đây. Em Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem. Bạn nào quan tâm hơn đến những mẫu nhà đẹp, quan tâm hơn đến chi tiết thiết kế, xin các bạn hãy nhắn tin cho em ạ. Em xin chia sẻ nhiều hơn, cởi mở hơn, chân tình hơn. Cháu chào cô ạ. Đó, một cái căn nhà rất là đẹp. Trong chia sẻ này thì em xin được kết thúc tại đây ạ. Xin chào và hẹn các bạn ở chia sẻ lần sau.